sáng ngày 7 tháng 11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mùng 7 tháng 11 năm 1981, mùng 7 tháng 11 năm 2021 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đại lễ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Dự buổi lễ tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương, đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, đại diện các tôn giáo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lãng hoa chúc mừng. Về phía giáo hội Phật giáo Việt Nam có các vị hòa thượng, phó pháp chủ cùng chư tôn đức hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dù buổi lễ tại điểm cầu Ninh Bình có các đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh. Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thượng tọa Thích Thanh Tịnh, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng dự có đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, một số sở ban ngành của tỉnh, các chư tôn Đức tăng ni, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Đại lễ có chủ đề 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam hội nhập và phát triển cùng đất nước. Tại đại lễ các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong 40 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về hệ thống tổ chức từ trung ương đến các địa phương, hệ thống giáo dục Phật giáo ngày càng phát triển, công tác đào tạo tăng tài được quan tâm chú trọng với tinh thần hộ quốc an dân giáo hội phật giáo việt nam đã có nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện giáo hội luôn hướng dẫn tăng ni phật tử tu tập thực hành đúng theo chính pháp giáo lý của phật giáo sống tốt đời đẹp đạo phát huy tinh thần yêu nước giữ gìn truyền thống văn hóa nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đoàn kết các tôn giáo xây dựng đời sống văn hóa tâm linh lành mạnh bài trừ mê tín dị đoan góp phần vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc phát biểu tại đại lễ chủ tịch nước nguyễn xuân phúc biểu dương ghi nhận những kết quả của giáo hội phật giáo việt nam qua các thời kỳ khẳng định những đóng góp to lớn của giáo hội phật giáo việt nam tăng ni phật tử cả nước trong quá trình xây dựng và giữ nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định đảng và nhà nước ta luôn quan tâm tôn trọng bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với tổ quốc Chủ tịch nước mong muốn và đặt nhiều niềm tin, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni Phật tử cả nước sẽ tiếp tục thể hiện vai trò uy tín của mình trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, phát huy sức mạnh của tôn giáo, tín ngưỡng, của văn hóa để phát triển đất nước. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương độc lập hạng nhất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại hội nghị ở điểm cầu Ninh Bình, nhiều tập thể cá nhân có thành tích trong công tác phụng đạo yêu nước trên địa bàn tỉnh đã vinh dự được nhận bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và bằng khen của chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh